Một mẫu đầm hoa hồng với form ôm body rất là quyến rũ và hách dáng nhá. Mẫu đầm này thì được các nhà thiết kế của Melia làm từ cái chất liệu vải là vải blend Ý cao cấp. Với chất liệu này thì nó sẽ có một cái sự co giãn và giúp cho các chị cảm thấy thoải mái hơn khi mà diện những mẫu thiết kế của Melia. Đặc biệt là phần vai áo thì sẽ là vai hơi bồng một chút, vừa tạo cái cảm giác trông các chị quyền lực hơn mà vừa che đi được bắp tay to của chúng ta. Ở đây thì những cái đường xếp ly ở eo sẽ khiến cho các chị trông thon thả hơn và nó tôn lên được những cái đường cong quyến rũ ở trên cơ thể của chúng ta. Điểm nhấn nhá đặc sắc nhất ở trên mẫu đầm này đó chính là những bông hoa hồng thì sẽ được đính kết cả những hạt pha lê cao cấp nữa, và những hạt pha lê này thì hoàn toàn là được đính kết thủ công từ những người nghệ nhân của chúng tôi. Và với mẫu đầm này, các chị có thể là diện để đi chơi này hay là đi làm việc văn phòng này, chắc chắn là sẽ rất là thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh. Nếu như mà các chị yêu nào đã thích mẫu đầm này rồi thì hãy nhanh chân đến ngay với các showroom của Melia ở Hải Phòng, Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh. Còn có một cách khác, các chị có thể inbox trực tiếp vào fanpage của Melia để được chúng tôi tư vấn và giao hàng hoàn toàn miễn phí về tới tận nhà. Và chúng ta cũng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cho nên là các chị hãy yên tâm khi đặt hàng online tại Melia các chị nhé.